tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 18 từ câu 12 đến câu 14. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc, lại không để 99 con trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó hơn là vì 99 con không đi lạc. Cũng vậy, Cha của anh em, đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Suy niệm: Anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc, lại không để 99 con trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Đó là một câu hỏi hôm nay Đức Giêsu vẫn còn hỏi chúng ta. Đây là hình ảnh Đức Giêsu muốn nói tới cuộc sống hàng ngày của các thính giả. Đức Giêsu sống rất gần gũi với đời sống của người dân thời ấy. Người biết, ghi nhận những phản ứng tự nhiên của họ. Người đã chứng kiến có những người chăn chiên bỏ việc chăn giữ cả bầy chiên để đi vào trong các hang động tìm một con chiên bị lạc. Và Đức Giêsu nói: Thiên Chúa cũng hành xử như thế. Về phía Thiên Chúa, không bao giờ có sự dứt bỏ. Khi một tâm hồn xa lìa người, thì người không thể bình tâm được. Một Thiên Chúa đi kiếm tìm con người, một Thiên Chúa sẵn sàng tiếp nhận gặp gỡ. Trọng tâm của dụ ngôn, nỗi vui mừng của Thiên Chúa, niềm vui của Chúa là gặp lại, là tha thứ, là cứu độ, là treo ban hạnh phúc. Lòng thương xót của Chúa, đó là một trong những điều kỳ diệu của Thiên Chúa. Lòng thương xót, đó là thái độ của Thiên Chúa trước tội lỗi của con người. Một Thiên Chúa không kết án, một Thiên Chúa không quả trách điều sai lầm, một Thiên Chúa lên đường tìm kiếm và vô cùng sung sướng khi tìm gặp lại được điều đã mất. Mọi con chiên đều thân quý đối với người, nhưng người vui mừng đặc biệt trước một con chiên lạc được tìm thấy. Và kể từ đó, người sẽ liên kết với nó nhiều hơn, vì người đã cứu sống nó. Nó kể như đã chết, bất hạnh, xa đà, nay bỗng nhiên lại được nhảy nhót vui đùa giữa các con chiên khác. Cũng vậy, Cha của anh em, đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Đó là một câu vô cùng chủ yếu. Đó là chóp đỉnh hay linh hồn của tin mừng. Đó là câu lý giải cho mọi biến cố, nhập thể và tử nạn của Đức Giêsu. Thiên Chúa muốn cứu chuộc mọi người. Một câu nói được diễn tả theo cách khác cũng mặn nghĩa không kém. Chỉ một người thôi, Thiên Chúa cũng không muốn để kẻ ấy phải hư mất. Đó là thánh ý của Thiên Chúa. Đó là ý muốn của người. Đó là điều khiến người làm việc mỗi ngày: cứu độ, cứu chuộc, cứu vớt một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Kẻ bé nhỏ nhất, bề ngoài xem ra vô nghĩa nhất, nhưng lại quan trọng nhất trước mặt Thiên Chúa.
Thiên Chúa không đành lòng cam chịu trước sự hư mất của một người nam hay nữ nào đó. Còn chúng ta không tự bằng lòng với sự hiện diện an toàn của 99 người sao? Xin cho chúng con được vui mừng hoan hỷ chờ đón ngày Giáng sinh vinh hiển của Người. Amen.